Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Vâng, hiện tại là 10 giờ của ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Vâng, thì tôi đang có mặt ở tại nhà và nhà chú gì cháu quên thì chú Hữu và ở thị trấn Thứa huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Vâng, để bàn giao cho bác một chiếc sập cụ dâu có kích thước là 1m62. Vâng, xin thưa quý vị là một đôi sập cụ dâu và một chiếc bác kê nhà bên kia rồi, và một chiếc kê nhà thế này. Còn trên hình ảnh quý vị xem đây là bác Hữu đây, bác Nguyễn Văn Hữu ở thị trấn Thứa huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Và thì bác hôm nay cháu đã làm xong sập cho bác và đã lắp đặt tại nhà bác, thì bác cho cháu xin lời ý kiến là có được như ý muốn của bác không ạ? Hôm qua xem trên quảng cáo thì chúng tôi là người có tuổi, chúng tôi không đi lại được, nên là tin tưởng cơ sở Tùng Tám thì chúng tôi đặt một đôi sập như thế này và mang đến lắp tại nhà. Tôi thấy là đảm bảo chất lượng mà theo yêu cầu, tuy rằng không đến trực tiếp nhưng mang đến là hàng đạt chất lượng yêu cầu. Xin cảm ơn công ty xí nghiệp. Vâng, thì thay mặt cơ sở cháu xin cảm ơn bác và toàn thể gia đình đã tin tưởng và đã đặt đồ mua của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám cháu. Hôm nay đã trở đến và bác rất ưng ý và bác những lời cảm nhận của bác rất chân tình. Cháu xin cảm ơn bác và toàn thể gia đình. Vâng, chúc bác và gia đình có một sức khỏe tốt, mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và cuối cùng cháu xin cảm ơn bác. Vâng, vâng. Mong cơ sở làm sao giữ được uy tín. Và xin chào bác.